Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi máy diệu âm Pháp Đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Nào cư sĩ Diệu Âm và xin kính đại các chư vị đồng tu trên Zoom ạ. Con thì mới được biết đến niệm Phật và được nghe nhờ vào những cái bài nói và khai thị của não cư sĩ Diệu Âm, và nhưng con thì chưa được hiểu nên con xin được não cư sĩ giúp con hiểu thêm ạ. Vì con được nghe não cư sĩ thường nói vạn pháp đều do tâm khởi sinh, tâm này là Phật và tâm này cũng là ma. Thế do nhưng khi con thấy não cư sĩ khai thị cho những bệnh người bệnh sắp vãng sinh, thì sau khi khai thị động viên người bệnh xong thì não cư sĩ thường lại nói đến khai thị và điều giải cho các quan gia trái chủ hay là các cái chư vị trong pháp giới chúng sinh trong các pháp giới đó, thì con chưa hiểu. Thì như vậy thì hai cái vấn đề này trong một vấn đề như vậy thì mong cư sĩ ngài giúp con hiểu thêm ạ. Vì là nếu như tâm này là Phật thì tức là vạn pháp đều do tâm khởi sinh, thì nếu như trong tâm nghĩ không có oan gia trái chủ thì nó lại không đúng với nhân quả của đạo nhà Phật, của nhà Phật. Thế dù vậy con cứ băn khoăn chưa hiểu cái này, mong não cư sĩ từ bi giải đáp ạ. Con xin tri ân ạ, xin cảm ơn ạ. Và con xin Di Đà Phật. Một Phật ma ma Phật ở tại tâm, đây là lời Phật dạy lý cao tục của Phật. Tâm chúng ta là Phật, nhưng mà bây giờ ta làm người chứ chưa làm Phật, phải không bác Pháp Đạt? Tại sao? Tại vì chính chúng ta còn chấp vào cái chỗ này, không muốn niệm Phật, không muốn trở về Tây Phương. Nếu mà chúng ta tham lam tiền bạc thì khi ta chết đi, ta chui vào hàng ngạ quỷ. Bây giờ ta làm người, sau này ta làm ngã quỷ. Làm ngã quỷ tại vì tâm chúng ta mê mà chấp làm chúng ta là làm ngã quỷ. Chứ còn cái chân tâm, nếu ta sáng suốt ta trở về chân tâm thì hàng ngã quỷ đó biết mất liền, và ta đi về Tây Phương Cực Lạc, ta đi về với cảnh Phật. Nó rõ ràng như vậy. Chính vì vậy mà ta muốn thoát cảnh làm người này, ta phải quyết lòng rời bỏ cái thế giới này, để cảnh khổ không còn trói buộc chúng ta nữa, về trên cõi Tây Phương. Bạn lữ chúng ta toàn là Bồ Tát, các ngài giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng là ở đây cũng là Phật, tại vì tâm ta là Phật thì đúng, đúng lý thì đúng mà sự thì sai. Tại vì sao? Tại vì vợ ta cằn nhằn mãi làm cho chúng ta giận mãi, giận là ta sống trong cảnh giới địa ngục, tức giận ghen tuông làm tùm lung là cảnh giới của tam đồ ác đạo. Lúc ngu si đủ chữ ta trở thành một vị coi là bốn cẳng một cái đuôi, là cái hàng bàn sanh. Như vậy thì từ một cái tâm này vì mê mà chịu như vậy, bây giờ chúng ta cầu nguyện cho các ngài đừng mê nữa, mau mau niệm Phật đi để trở về Tây Phương. Cũng giống như người này khi mà khai thị, mong muốn cho người này tính ngộ ra đi, đừng có sợ chết nữa, đừng có lưu luyến cảnh này nữa, đừng có tham chấp cảnh này, rời bỏ cái này ra. Ai rời bỏ vậy? Chính cái tâm của mình rời bỏ ra chứ có khác gì đâu. Nếu mà nói như vậy, tôi muốn ở đây với vợ con tôi muốn ở đây với cái nhà của tôi là tại vì cái tâm của này chấp mà thành ra, thành tâm chúng sanh vẫn là chúng sanh chịu đọa lạc. Chứ nếu mà thực ra ngộ ra một cái thì tâm này là thành Phật rồi. Cho nên Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo, là tâm mê hay ngộ. Ma cũng chính là mình. Mình niệm Phật mà cạnh tranh ganh tị thì mình thành quỷ rồi. Mình niệm Phật mà ghét người này, chê người kia là mình thành ma rồi. Mình đấu tranh đủ thứ là mình thành la sát rồi, chứ đâu phải thành Bồ Tát nữa. Như vậy thì mình bỏ những cái đi đi. Tất cả những cái đó nó tiêm vào trong tâm mình từ vô lượng kiếp, nó thành ra một cái phán xạ rồi. Bây giờ mình quyết lòng bỏ lòng đi, để chi? Để cho những cái bóng đen đó nó càng ngày nó càng mỏng mỏng, và chúng ta thấy ánh sáng của tự tâm. Nếu có dịp mấy ban hộ niệm dạy cho chúng ta con đường quyết lòng một
câu A Di Đà quyết về Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong lúc chúng ta luyện cái thân xác phàm phu này, chúng ta không thèm nhận cái thân xác phàm phu khác, mà ta quyết lòng trở về Tây Phương. Đây là cái quyết định của tự tâm chúng ta. Một cái quyết định này được Phật gia trì, chư Bồ Tát yểm trợ, mình đi thẳng về Tây Phương, rõ ràng mình thành Phật. Còn nếu lúc đó nên thôi A Di Đà Phật, đừng tới nữa làm chi, để tôi ở lại đây, tôi muốn làm cái chuyện gì đó, thì tự mình rời cảnh giải thoát mà trở lại đây. Rõ ràng ở lại đây thành người đọa lạc cũng do tâm, mà rời tại đây về Tây Phương Cực Lạc cũng do chính tâm của mình tự chủ lấy. Hiểu không bác Pháp Đạt? Có nhiều người phát tâm nên tôi quyết lòng trả chết nghiệp, thì đây là cái quyết định của tâm của mình. Mình trả hết thì mình được siêu thoát, mình trả không hết thì mình phải theo nghiệp mà trả. Nghiệp của mình còn chút nào mình theo trả chút nó. Sợ rằng là cái nghiệp của mình còn tới 380 tỷ nữa, mà mình mới phát cả 2-3 cái thì mình đi hết rồi. Là tại vì mình sai. Còn bây giờ mình không theo nghiệp nữa mà mình theo A-di-đà Phật, thì cũng là cái tâm này trở về cảnh giới Tây Phương, mình thành đạo. Như vậy thì cái pháp niệm Phật là pháp vượt qua cái khối nghiệp đó mà mình đi về Tây Phương. Về Tây Phương Cực Lạc là mình trở về chân tâm tự tánh, mình biết à hà kỳ, trong cái tâm của mình có tất cả vạn pháp, mình không hay. Như vậy thì một Phật ma ma Phật tại tâm là như vậy. Mong cho tất cả chư vị ngộ ra đi, cứ trở về cảnh Phật nhất định chúng ta thành Phật. Còn ở lại Việt Nam thì chúng ta thành người Việt Nam, nếu không thì đi làm người Campuchia thì thành lại người Campuchia, phải không? Còn nếu thí dụ đi qua bên Ukraine thì mình đánh lộn với ông Putin, vẫn là con người, vẫn khổ chứ đâu có đi được. Phải quyết lòng, cho nên từ tâm chúng ta có sự quyết định để giải thoát. Không quyết định giải thoát thì chúng ta cứ tiếp tục lăn lộn trong cảnh này mà chúng ta chịu nạn vậy. Đó gọi là mật Phật ma, ma Phật ở tại tâm. Chúng sanh và Phật không khác nhau, chỉ có khác nhau chỗ mê và ngộ thôi vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.